Có giá trị cao nhất lên đến 1 triệu đồng Miraculous. Vậy nó đang ở đâu? Tất cả những điều này chỉ có trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Và đã trải qua một tuần thì chúng ta mới có dịp gặp lại nhau trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Và để mở màn cho chương trình này thì Nguyễn Việt Anh xin chúc cho tất cả mọi người có một ngày làm việc và học tập vui vẻ, tràn đầy sức sống và đem lại nhiều may mắn cũng như là thành công dành cho tất cả mọi người. Và để bắt đầu với chương trình thì 20 chiếc cặp sẽ được đem xuống sân khấu. Nào xin mời. Và để mở màn cho chương trình ngày hôm nay thì chúng ta không ngần ngại gì mà dành cho chương trình một tràng pháo tay to nữa. Xin cảm ơn. Chào mừng quý vị và các bạn, chúng ta đã và đang quay trở lại với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Vâng, và đây là số phát sóng thứ hai của chương trình. Và trong các số phát sóng lần trước, chúng ta đều đã thấy được vận may cũng như là óc phán đoán của những người chơi trong chương trình này. Và liệu óc phán đoán của người chơi trong ngày hôm nay sẽ ra sao? Thì chúng ta sẽ cùng chào đón một người chơi hoàn toàn mới đến với chương trình. Xin chào đón bạn Vũ ở chúng ta đến từ thành phố Hà Nội. Bạn có thể giới thiệu cho mình cũng như là tất cả mọi người đã và đang xem chương trình này một vài điều về bản thân bạn được không ạ? Lần đầu tiên cho phép em xin gửi lời chào đến host Nguyễn Việt Anh và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đang xem chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa 2 trên kênh VA Channel. Và rất là vui khi ngày hôm nay được tham dự một show hoàn toàn mới của anh Nguyễn Việt Anh. Những lần trước thì có lẽ nếu mà mọi người hay xem chương trình Ai Là Người Tinh Tế thì chắc đã nhận ra là Nguyễn Việt Anh đã tham gia chương trình ít nhất là đã hơn 3 lần rồi. Và bên cạnh đó chúng ta cũng đã được thấy rất nhiều những tiếng cười sảng khoái từ phần chơi của Nguyễn Việt Anh. Nhưng ngày hôm nay tôi sẽ trở thành người chơi trong một chương trình mới của anh Nguyễn Việt Anh, Những Ngọc Thần Vàng. Và rất hy vọng ngày hôm nay tôi có thể bốc được chiếc cặp với giá trị cao nhất 1 triệu để có thể phá kỷ lục của chương trình. Xin cảm ơn. Vâng, cảm ơn bạn Vũ Hải. Và bạn có cảm giác như nào khi mà bạn được tham gia trong một chương trình gọi là phiên bản custom của DT Mật Số, và đặc biệt là phiên bản custom của game show đã từng phát sóng một thời trên kênh Hà Nội 1, đó chính là chương trình Những Ẩn Số Vàng. Cảm giác của bạn lúc đó đang cảm thấy như thế nào ạ? Với em thì cái chương trình Những Ẩn Số Vàng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội thì cũng không quá nổi lắm, cũng khoảng 15 năm về trước rồi. Em chỉ quen có gọi là một cái chương trình của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV với chương trình là Đi Tìm Ẩn Số. Nhưng mà hôm nay thì mình lại được thử một cái gọi là Những Ẩn Số Vàng. Thực chất thì format nó cũng giống giống với Đi Tìm Ẩn Số thôi. Thực ra bản gốc của nó thì chắc mọi người cũng biết, nếu ai hay xem Đi Tìm Ẩn Số thì bài phiên bản gốc của nó là Deal or No Deal của Mỹ. Và luật chơi cũng đơn giản thôi, nhưng mà hôm nay thì mình sẽ biến cái đơn giản nó trở thành cái động lực để cho mình có thể tìm được chiếc cặp của triệu. Rất cảm ơn bạn Vũ Hải vì những lời dành cho chương trình, và bạn đã sẵn sàng để bước vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm cùng với 20 chiếc cặp này chưa? Em đã sẵn sàng. Vâng,
Ngay bây giờ sẽ là phần chơi của bạn Vũ Hải đến từ Hà Nội. Nguyễn Việt Anh xin nhiệt liệt chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Những Ngọc Thần Vàng mùa thứ hai. Vâng, và ngay bây giờ trước mặt Vũ Hải đây là phần chơi của bạn cùng với 20 chiếc cặp. Và trong số đó sẽ có 20 giá trị khác nhau và nhỏ nhất và là 10 đồng Miraculous và cao nhất lên đến 1 triệu đồng Miraculous. Còn bây giờ thì xin mời bạn hãy chọn cho mình một chiếc cặp bất kỳ để giữ. Bạn chọn chiếc cặp là bao nhiêu ạ? 18 ạ. À, em sẽ chọn theo cặp và chân lá của mình là em sẽ chọn cặp số 11. Cặp số 11, đó là lựa chọn của Hải. Và chúng ta sẽ cùng bắt đầu với vòng chơi đầu tiên. Bạn phải mở cho mình 5 chiếc cặp ở vòng chơi đầu tiên này. Chiếc cặp đầu tiên mà bạn muốn loại là chiếc cặp số bao nhiêu? Thường thì những chiếc cặp khoảng tầm 1-10 và bạn Hải đã quyết định chọn cho mình chiếc cặp số 1. Và trong chiếc cặp số 1 sẽ là tỷ giá bao nhiêu tiền? Xin mời. Và đó là 500 đồng Miraculous, xin chúc mừng ngài. Và bạn ấy thân mến, bạn đã có một lựa chọn đúng đắn khi loại chiếc cặp số 1. Xin mời bạn Hải hãy chọn chiếc cặp tiếp theo để loại ạ. Bây giờ em sẽ chọn chiếc cặp số 7. Đó là số 7 may mắn của Hải. Và đằng sau chiếc cặp này sẽ là bao nhiêu điểm? Xin mời. Và đó là 7.500 đồng Miraculous, xin chúc mừng ngài. Và bây giờ chúng ta còn lại 3 chiếc cặp nữa. Xin mời Hải. Bây giờ lại sẽ chọn cặp số chẵn đi, nãy giờ là số lẻ rồi. Em xin chọn chiếc cặp số 4. Chiếc cặp số 4, đó là quyết định của Hải. Và liệu chiếc cặp số 4 không phải là cặp có giá trị thấp như hai chiếc cặp trước? Xin mời. Và đó là wow, oh my god, hào hán. Wow, hào hán thật. Nếu mà Hải mà chọn chiếc cặp có giá trị lẻ thì biết đâu lại không sao, nhưng ai ngờ lại chọn chiếc cặp chẵn. Chọn số 19 ấy, đảm bảo cái số đấy là 100.000 chắc luôn. Chọn số 19 ấy, 100.000, chọn đi. Hoặc là số 20 kia là 750 đồng gắn bừa ấy. Và... chắc không, chắc bây giờ 20 không phải 750 đồng, ông Tuấn Anh chịu trách nhiệm pha này nhá. Không, còn đến lúc phải là 750 đồng thì tôi dám chắc là cũng bị trái. Chắc thật đấy. Có thể ở còn bên trái. Thôi bây giờ một cặp hàng trên cùng đi.
em sẽ mở cặp số 17. 17 là lựa chọn tiếp theo của Hải. 100 đồng liệu nó có phải là sự lựa chọn thông minh hay không? Xin mời. Ảo thật đấy. Gì trời. Trời ơi, toan thật. Đó là một quyết định sai lầm của Hải khi mà chọn chiếc cặp số 17. Thôi hàng trên cùng nguy hiểm quá, thôi lại mở hàng dưới cùng. Em xin mở cặp số 2. Và đây là sự lựa chọn cuối cùng của Hải ở trong vòng chơi đầu tiên này. Và liệu sự lựa chọn đó có đem lại may mắn hơn cho Hải hay không ở chiếc cặp số 2? Xin mời. Một 10 đồng. Ôi trời ơi. Wow. Thực sự ở hàng dưới này, bạn đã chọn hai chiếc cặp số chẵn mà vẫn ra được giá trị có 6 chữ số. Quá là ảo luôn. Và bây giờ thì ngân hàng chào giá. Dạ alo, tôi xin nghe. Arigato, xin cảm ơn. Ok, như vậy là ngân hàng đã chào giá cho Hải chiếc cặp có giá trị là 5 đồng. Suýt là 5 đồng mà phải là 690 đồng Miraculous. Bạn quyết định chấp nhận hay không chấp nhận? Nên nó quá nhiều so với những chất lượng bản thân em sẽ được với cơ sở này và tiếp tục thôi. Và bạn đã từ chối con đường này. Bạn quyết định không chấp nhận. Xin chúc mừng. Và được chơi trước thì bạn đã loại đi 5 chiếc cặp. Còn bây giờ lượt kế tiếp của bạn thì bạn sẽ phải loại đi cho mình 4 chiếc cặp. Em sẽ mở chiếc cặp của cái số mà nó hay xui và cũng là ngày sinh của em. Em chọn số 13. Vâng. Liệu số 13 xui xẻo và cũng là số ngày sinh của Hải đấy, nó giúp cho Hải may mắn hơn không? Xin mời. 1.000 đồng chứ gì. Và đó là 5.000 đồng Miraculous. Xin chúc mừng Hải. Amazing, good job em. Em đã có cho mình được một sự lựa chọn đúng đắn khi mà loại đi số 13 xui xẻo của chính mình. Vâng. Bạn đã loại đi một chiếc cặp và chúng ta vẫn còn phải loại thêm 3 chiếc cặp ở vòng này nữa. Bây giờ muốn làm sao mà loại hết được các phần thưởng ở ngân hàng trải đã ớt được. Em xóa hai điều đi, mày chân mới đồng đấy. Bên cạnh số 13 và số 14. Và Hải đã quyết định loại chiếc cặp số 14, 40. Đó là số kế bên phải ở số 13. Và liệu số 14 đó có giúp ích được gì cho Hải lần nữa hay không? Xin mời.
1.000 đồng Merrock lên xin chúc mừng ai. Quá tuyệt vời, quá xuất sắc khi mà bạn đã quyết định loại ngay cái cặp nằm ngay bên tay phải, chiếc cặp có số mà bạn cho là xui xẻo. Đó là một quyết định đúng đắn. Và như vậy, bạn đã loại đi tổng cộng là 4 cặp ở hàng bên trái và 3 cặp ở hàng bên phải. Chúng ta vẫn còn lại cho mình được phép loại thêm 2 chiếc cặp nữa. Và bây giờ, quyết định tùy thuộc vào bạn. Bây giờ thì em sẽ lấy chiếc cặp số 16. 16. Và đó là quyết định của bạn. Liệu số 16 có giúp cho hải tinh tế của chúng ta trở nên tinh tế hơn ở lần rơi này không? Xin mời. Và đó là 10 đồng Merrock lớp xin chúc mừng hải. Biết phải nói sao về lần này. Vâng, bạn đã quá may mắn khi mà lại đi cho mình được tổng cộng là 8 chiếc cặp, 5 cặp ở hàng bên trái và 3 cặp ở hàng bên phải. Chúng ta chỉ còn lại cho mình 1 chiếc cặp nữa để mà loại. Bây giờ sẽ lấy cái cặp trái, em lấy cặp số 15. Bạn đã quyết định loại cặp số 15. Chúng ta sẽ cùng xem quyết định đó của Hải có khiến cho bạn phải nuối tiếc lần này không ạ? Xin mời. Và đó là 10.000 đồng Miraculous. Vâng, không sao, không sao đâu. Chúng ta vẫn còn cho mình được 3 chiếc cặp có giá trị cao nhất là 200, 250 và 1 triệu. Và bây giờ sẽ là ngân hàng trả giá lần thứ 2. Tôi xin nghe. Xin cảm ơn. Vừa rồi ngân hàng có trao đổi với tôi về chiếc cặp số 11 lần này, và nó cũng gọi là tăng lên được một chút về số tiền mà ngân hàng đã chào giá cho đồng gia. Đó chính là 9.500 đồng Miraculous. Chấp nhận hay không chấp nhận lần này? Nó đã cùng tất cả các số tiền của bên trái nhưng mà chưa bằng số tiền nào bên phải. Tất hết là một tổng hai số tiền nhận thế này em không có gì. Nên là em từ tối mà tiếp tục chơi. Và bạn đã quyết định không chấp nhận. Quá hay, quá xuất sắc, xin chúc mừng. Thế mới là hải phũ phàng chứ. Từ chối ngay từ khi 500 đồng Miraculous. Và ở lần này chúng ta sẽ loại duy nhất 2 chiếc cặp. 2 cặp thì lấy giờ lấy cặp có số 2. Em lấy cặp số 12. Và bạn đã quyết định chọn số 12. Chúng ta sẽ cùng xem
tăng cho 962 là bao nhiêu khi mời? Và đó là 50 đồng Miraculous, xin chúc mừng. Vâng. Bạn này vốn là mệt. Bạn có cảm giác như nào khi mà lại được chiếc cọc có giá trị được cho là suýt của đam mê nhất ở trong chương trình này ạ? Em nghĩ là quý vị đoạn được chiếc cọc này thì nó đã phần nào giảm được cái áp lực trong cuộc chơi này khi mà trong một chiếc và có thể ẩn nấp bất kỳ chiếc cọc nào. Vâng. Và chúng ta vẫn còn một chiếc cọc, trong khi đó chúng ta chỉ còn duy nhất 4 chiếc cọc có giá trị ở hàng bên trái và 6 chiếc cọc có giá trị ở hàng bên phải. Và cặp số 3 ấy, 250 đồng. Mở sẽ mở chiếc cặp số 5. Bạn đã quyết định là chiếc cặp số 5. Và bạn có chắc chắn về quyết định của bạn hay không ạ? Em chắc chắn. Liệu chiếc cặp số 5 có giá trị là bao nhiêu? Ôi trời ơi. Ôi 100.000. 100.000 đồng 10. Đúng vậy, may mà chiếc cặp này nó không nhân 10. Nếu mà nó nhân 10 so với mong ước của Hải thì có thể bạn sẽ cảm thấy nuối tiếc về lựa chọn của mình. Và bây giờ sẽ là ngân hàng trao giá lần thứ 3. Alo. Thân mến, với việc bạn giữ cho mình được chiếc cặp có giá trị cao nhất lên đến trị giá 1.000.000 đồng Miraculous, ngân hàng đã quyết định chào giá cho bạn chiếc cặp số 11 này có giá trị là 32.950 đồng Miraculous. Chấp nhận hay không chấp nhận? Tôi chỉ có thể thích làm một câu từ hỏi bên giờ là giờ diệu that's the spirit, xin chúc mừng. Vâng, từ lượt này trở đi bạn buộc phải loại cho mình duy nhất một chiếc cặp ở mỗi vòng. Giờ sẽ mở một cặp số to thì mở cặp số 5 lấy một quả 100.000 thực sự. Em sẽ mở cặp số 19. Số 19 là quyết định của bạn. Và đó là wow. Ôi ôi. 250.000. Không sao, chúng ta vẫn còn 200 và 1 triệu. Và bây giờ sẽ là tiếp mục ngân hàng chào giá. Alo chị.
phải là những số tiền nhỏ nữa, mà từ đi, tức là số tiền khá là lớn, đó là 113.276 đồng Mỹ một lượng. 3.000 rất căng. Nhưng và Hải đã quyết định chơi cho đến cùng, và nó làm một quyết định đáng xin chúc mừng Hải. Từ giờ trở đi vẫn sẽ làm một chiếc cọc, cho nên đó là quyết định của Hải. Chương trình có vẻ rơi vào một cứ trong vài cặp thấp lại có một cặp cao, khá là khó. Em xin mở chiếc cặp số 9. Cặp số 9. Và anh cũng xin mở chiếc cho Hải. Tắc sắc nữa. Các giá trị ở của bên trái và các giá trị ở của bên phải đang là 50-50. Thế lại có vẻ cân bằng nhau. Còn vào vấn đề chính, Hải đã quyết định chọn chiếc cặp số 9. Chúng ta sẽ cùng xem đó có phải là quyết định chúng ta đã cầm tin mời. Lại là 50.000 đồng Mirror. Vẫn ổn. Không sao. Nhưng mà chính vì điều này, Hải không được phép chủ quan ở đây. Và tỷ lệ chiếc cặp của bên phải bây giờ đang thấp dần đi, còn lại 3 cặp. Và bây giờ sẽ là ngân hàng chào giá. Xin mời. Alo. Cảm ơn. Được rồi. Nói thẳng luôn, ngân hàng đã cho giá chiếc cặp của Hải có trị giá là 195.000 đồng Mirror. Chấp nhận hay không chấp nhận? 195.000 phần thưởng đã tăng lên. Tuy nhiên nói thật đấy, khi nào cặp chưa mất thì em cùng em sẽ từ chối mất cái cuộc chơi. Mà vẫn không chấp nhận thì chúc mừng. Và vẫn là một chiếc cặp. Số 9 nó tầm 50, bây giờ mình lấy cặp em sẽ chọn chiếc cặp số 3. Còn quên sắc xuất để chọn chiếc cặp có giá trị ở hàng bên trái đang là 4/3. Alo, em chọn cặp số 3 anh ơi. Cặp số 8 là quyết định của Hải. Không, nó 3 người có kiếm. Hải đã quay xe và nó luôn là cặp số 3. Đó là quyết định đúng đắn, xin chúc mừng. Xin mời. Đã lô xin nghe. Xin cảm ơn. Lần này giá trị được tăng lên 233.000 650 đồng Miraculous.
đó là giá trị của chiếc cặp số 11. Một triệu chưa mất, em chưa dừng, em từ chối. Không chấp nhận. Vẫn là một chiếc cặp. Quyết định chọn số 6. Và hãy có chắc chắn với quyết định lần này không ạ? Em sẽ không chọn số 6. Và em sẽ chọn số 8. Số 8. Xin mời. $200,000 Miraculous. Oh, oh. Quá đáng tiếc. Và xin mời ngân hàng chào giá. Alo. Xin cảm ơn. À, hai vẫn còn giữ chiếc cặp cao nhất cho nên ngân hàng bỏ tá luôn. 372.000 đồng Miraculous. Ui, không thể tin được mình mở chỉ cặp gần cao nhất mà tiền tăng. Nhưng mà 1 triệu vẫn chưa mất nên em tiếp tục, em từ chối. Vẫn không nhận. Và một chiếc cặp. Cặp số 18. Và đó là quyết định của Hải. Đằng sau số 18 là bao nhiêu tiền? Xin mời. Đó là 25.000 đồng với Rock. Bây giờ cơ hội của Hải để giành được 1 triệu đồng Miraculous còn quá mong manh. Và bây giờ xin mời ngân hàng chào giá. Alo. Xin cảm ơn. Có lẽ chuẩn bị mình hãy cho mình chiếc cặp cao nhất nên ngân hàng sẽ đưa ra giá cho em là 400.000 đồng. Chấp nhận hay không chấp nhận lần này? 400. Mặc dù còn nhiều nhưng mà em nghĩ là chưa đủ 8 triệu đồng, em sẽ tiếp tục. Không chấp nhận. Vẫn không chấp nhận. Xin chúc mừng. Đây sẽ là kỳ tích nếu ba chiếc cặp sau đây nó là 100, 250 và 750. Ai sẽ đi lật từ cái một bằng cách chiếc cặp số 20. Số 20 là lựa chọn của ai? Xin mời. Đó là 250 đồng Miraculous, xin chúc mừng. Năm trăm mười nghìn.
Chấp nhận hay không chấp nhận? 510.000 là một phần thưởng cao đấy, nhưng mà nó vẫn chưa hợp để em dừng. Em sẽ từ chối và tiếp tục. Quá sắc, một tràng pháo tay dành cho Hải. Và đây là người chơi đầu tiên có thể tiến xa được như này trong suốt toàn bộ chương trình. Những ngọc thần vàng và mở một cặp lần cuối cùng. Số 10 ơi, em không định, em chọn số 10. Số 10, xin mời số 10. Đó là 100 đồng Miraculous, xin chúc mừng. Đi vậy trời. Anh chỉ có thể sử dụng lại một câu nói đã làm nên trend nổi tiếng của Binzy, đó là Amazing, good job em. Vâng. Và đây là ngân hàng chào giá lần cuối cùng. Đây là lần cuối cùng ngân hàng chào giá ở trong số phát sóng lần này với trị giá là 692.990 đồng Miraculous. Vâng. Vẫn chưa là hiểu. Em nghĩ là mình đã đến đây rồi mà đến phát cuối rồi vẫn còn 1 triệu thì có lẽ là đến lúc hợp kỷ lục. Em sẽ chơi đến phát cuối cùng. Một trận tay cho Vũ Hải. Tốt chấp nhất. Vâng. Và bạn Vũ Hải thân mến, đây là quyết định cuối cùng của bạn, mang tính rất quan trọng. Bạn hay là sang tập số 6? Đến lúc này em vẫn rất là đắn đo bởi cách chọn cặp tình, nó rất là lạc. Có chức năng rất là xanh kẽ cho em, rất khó để chọn là nên đổi với không. Và em nghĩ rằng là 11 nó sẽ cho em điều may mắn trong cuộc chơi hôm nay, nên là em sẽ không đổi và chọn giữ nguyên chiếc cặp. Giữ lại chiếc cặp số 11. Có đúng không ạ? Em quyết định giữ chiếc cặp số 11 là lựa chọn cuối cùng. Cặp số 11 của Hải là chiếc cặp 750 đồng Miraculous hay 1 triệu đồng Miraculous. Chúng ta hãy cùng nhắm mắt và chạm tay cầu nguyện. Để xem. Ôi ngọt thế. 1 triệu. Ra cái số 11 tôi đoán 1 triệu ấy. Từ hồi sáng rồi cơ, nhắn inbox với Hải ấy. Đoán vừa 11 là 1 triệu ấy. Cái vụ này lâu rồi cơ. Trước khi Hải đi thi ấy. Nếu như tôi đúng thì tôi phải tính chi. Em đã đoán là 1 triệu. Và 1 triệu. Đây là surprise winner đầu tiên của chương trình Những Ngọc Thần Vàng. Và Hải có cảm giác thế nào khi mà được chiến thắng ở chương trình lần này ạ?
Ôi em hồi hộp suốt từ nãy đến giờ chỉ để xem chất cầm 11 là bao nhiêu. Đến lúc này thì không còn gì tuyệt vời hơn nữa khi mà mình đã chiến thắng và là người đầu tiên trong chương trình Những Ngọc Thần Vàng giành được phần thưởng top prize 1 triệu. Và rất cảm ơn đến người nào đó trước khi bước vào cuộc chơi đã nhắn nhủ cho mình là mở chiếc thử chọn chất cặp số 11 là chất cặp 1 triệu. Và nó đã thành hiện thực. Cảm ơn người đó rất nhiều. Xin phép cô nói tên ai ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chương trình Những Ngọc Thần Vàng số thứ hai của thứ hai thì đây đã kết thúc và lại một lần nữa chúc mừng các bạn đã thắng và 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 chúc mừng các bạn đã